Đây là cách trộn bột đậu trắng hoặc đậu đỏ dạng khô. Đầu tiên thì mình sẽ trộn bột đậu trắng hoặc đậu đỏ cộng với đường. Mình dùng cái phới lồng mình quậy cho nó đều. Sau đó cho nước từ từ vào và quậy cho tan hỗn hợp. Mình chia nước thành hai lần. Tiếp theo mình sẽ nấu cái hỗn hợp đó trên lửa vừa. Nấu khi nào đến lúc bột sôi thì mình sẽ nấu thêm khoảng từ 10 đến 20 giây nữa. Khi thấy bột trong hoàn toàn và sánh đặc là được. Tiếp theo thì mình tắt bếp và cho từ từ bột đậu vào, vừa cho vừa quậy đều. Quậy xong rồi thì mình sẽ dùng găng tay nhồi bột, nhồi cho bột nó đều hơn và mịn hơn. Nhồi xong thì mình sẽ ủ bột khoảng 15-20 phút. Rồi sau 15-20 phút ủ bột thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ nhồi lại tiếp. Mình cứ nhồi cho nhiều lần, thì càng nhồi lâu thì bột sẽ càng mịn hơn. Trong trường hợp mà bột nó bị khô quá thì mình sẽ có thể cho thêm một chút xíu nước và mình nhồi tiếp. Đến khi nào bột đạt đến cái độ mềm mịn theo yêu cầu của mình là được.